Đối với tập thứ ba cho phần từ vựng của trình độ A1 thì chúng ta sẽ tiếp tục với việc học các cái số đếm. Alors, j'ai fait déjà une, dans une épisode les chiffres de 0 à 10. Trong một tập thì mình có nói với các bạn về các cái chữ số từ 0 cho đến 9 và chúng ta đọc từ 1 tới 10 qua các cái ví dụ có đọc nối Mais maintenant, on va essayer de faire encore plus

là các cái con số c'est comme avec la lettre et le mot. Uh, nó cũng tương tự như là các bạn có một từ khác là lettre về từ mot thì lettre là chữ cái và mot là từ. Thì vậy bên này đối với số thì các bạn sẽ có là chữ số và con số. Như vậy chiffre là chữ số và nombre là con số. Mình lấy ví dụ như số 19 thì nó là một nombre Alors, il y a deux chiffres, nhưng trong đó số 19 các bạn nhớ là nó có hai chữ số, c'est 1 et 9, và đó là 1 và 9. Comme ça. Maintenant, on va essayer de faire de 1 à 10, ensuite 11 à 20, et ensuite 20 à 100. Chúng ta sẽ chia ra thành 3 lần. Lần thứ nhất là từ 1 đến 10, lần thứ hai là từ 11 cho tới 20, lần thứ ba là các cái số tròn chục, từ 20 cho tới 100.

4, 5, 6 Khi mà các bạn đọc là 4, 5, 6 Thì như vậy nó nghe như là tiếng bồi ấy, Chứ không phải là chúng ta đang học uh, tiếng Pháp Một cách chuẩn chỉnh Alors, on va faire encore une fois uh, Troisième fois Và bây giờ chúng ta sẽ đọc lần thứ ba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et ensuite on va faire plus rapide alors on peut parfois on peut raccourcir on peut enlever des derniers sons và các bạn lưu ý là nếu như trong trường hợp các bạn có thể đọc nhanh được thì chúng ta sẽ bỏ bớt những cái âm cuối để cho nó không có để chúng ta không có bị cái cảm giác là cứ bị chặt 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 liên tục ok voilà Euh, vous pouvez essayer après moi parce que ça, c'est très simple. Je vous recommande de faire plus vite de 1 à 10, comme ça ça répète beaucoup dans, de fois dans votre tête et de, comme, ça vous, euh, comme ça vous arrivez à mémoriser mieux les chiffres. mình khuyên các bạn là các bạn nên tập đọc nhanh giống như là con nít nó cũng có thể đọc từ 1 tới 10 bằng tiếng Anh vậy thì chúng ta nên đọc nhanh từ 1 tới 10 bằng tiếng Pháp và lọc đi lặp lại nhiều lần để mỗi lần mà các bạn nhận về các cái con số ấy, thì các bạn không có bị nhầm lẫn hoặc là không cảm thấy nó quá khó nữa thì ví dụ như đối với việc học số tiếng Pháp này nó khó vì chẳng bao giờ chúng ta tự tập luyện chúng ta tự thử lôi các cái con số đó ra và luyện nhiều hơn Voilà, c'est juste de compter de 1 à 10. Tu redondé à la... bây giờ chúng ta lớn rồi nên thẳng ra chúng ta không có đặt vấn đề là à bây giờ mình phải học đếm từ 1 đến 10 nhưng ví dụ như con nít chẳng hạn cái lúc các bạn thấy có rất nhiều em bé học đếm từ 1 cho tới 10 nhiều khi giờ 2 đây, 3 đây nhưng sau đó các bạn ấy cũng không có nhớ được hết tất cả các cái con số thì bây giờ đối với chúng ta cũng vậy thôi với tiếng Pháp thì chúng ta cũng như em bé và đang học lại từ đầu hết tất cả mọi thứ bởi vì chúng ta không có, không vận dụng được bất kỳ một cái cơ sở nào từ thứ tiếng khác được. Các bạn lưu ý là người Pháp họ sẽ không học tiếng Việt để

khi mà các bạn đọc nhanh thì các bạn có thể thấy những cái số như là 5, 7, 8, 9 Nhiều khi không nghe được những cái âm cuối Nhưng khi đọc chậm hoặc là dừng Hoặc là đó là cái số cuối cùng mà các bạn nghe được Thì người ta đọc rất rõ 5, 10, 5 Voilà 5, 7, 7, et 7, 8, 9, 10 các bạn phải lưu ý là cái việc đọc hay không đọc thì mình tùy theo cái tốc độ đọc Cái ça, je répète beaucoup de fois, donc uh, vous faites attention avec ça, parce que um, c'est le facteur principal qui décide si vous parlez mieux ou uh, vous parlez comme un Vietnamien qui pratique uh, naturellement le français mais uh, sans uh, faire des leçons uh, sérieusement. Ừ, như vậy các bạn lưu ý một việc là chúng ta nên đọc cho nó một cách là chính xác Chính xác thì nó sẽ giúp cho các bạn là sau này trong việc nghe Và hơn nữa là chúng ta đã thực sự học rồi Thì chúng ta không nên làm một cách là như kiểu bắt trước Hay là như là kiểu học tiếng bồi Tức là học không có nghiêm chỉnh, không có bài bản Ensuite, on va continuer de 11 à 20 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20. Deuxième fois. Lần thứ hai, các bạn lưu ý lại ở những cái chữ âm cuối cùng z z z. Thay vì đọc là 11h, 12h, non, 11, 11 nó là âm cuối của một từ mà nên thế nên các bạn đừng có kéo ngang ra thì như vậy làm cho người ta bị nhầm lẫn á. ví dụ như mình lấy ví dụ trong trường hợp này các bạn đọc onze thì onze thì nó có thể thành 11 giờ á. mà trong khi chúng ta đang đọc số 11 onze douze treize quatorze quatorze quinze seize dix-sept dix-huit vingt 10, 10, 19, 17, 18, 19. Đừng đọc là 17, hoặc là 18, hoặc là 9 hoặc là 17, 17. Non, 10, 10, 17, 18, 19. Và các bạn nhớ là chữ X khi nó đọc nối sang thì đọc là Z và khi mà nhìn vào các cái con số này thì các bạn thấy là 11 12 13 14 15 16 thì nó sẽ có đuôi là z z z. Nhưng mà từ 17 18 19 thì chúng ta sẽ bắt đầu lại bằng 10 7 10 8 10 9. Và bây giờ các bạn để ý một việc nữa là nếu chúng ta học các cái cặp số tức là 3 13 4 14 5 15 6 16 thì nó sẽ giúp cho các bạn trong việc là phân biệt các cái cặp số này dễ hơn. Mình sẽ bắt đầu cho các bạn nha 1, 11, 2, 12, 3, 13, 4, 14, 5, 15, 6, 16 7 đến 17 thì 17 thì chúng ta khác biệt rồi hoàn toàn rồi Thì không có bị nhầm nữa Nhưng mà từ 1 đến 6 và 11 đến 16 Thì chúng ta rất hay nhầm với nhau Ác là ông phải sẽ gì 1, 11, 1, 11 2, 12 2, 12 3, 13 3, 13 4, 14

và chúng ta có từ 1 tới 20 là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Từ 20 cho tới 60, chúng ta chia tách nó ra thành nhóm, chúng ta không học đến 100 đâu, chúng ta học đến đó đi đã. 20 này, 30 này, 40 này, 50 này, 60 này. Mình sẽ có là các cái số tròn chục từ 20 cho tới 60. Mình sẽ chia ra cho các bạn vì từ 70 cho tới 90 thì nó hơi phức tạp một chút. Thế nên chúng ta không học một lèo, chúng ta tách đôi ra. 20 cho tới 60. 20 à 60. Je vais faire la première fois. 20, 30, 40, 50, 60. Voilà, deuxième fois, lần thứ hai. 20, 30, 40, 50, 60. Lần thứ ba, troisième fois. 20. 30 40, 40 50 60 Lần thứ tư 20 30 40 50 60. Nị va là xong các cái số từ 20 cho tới 60. Tiếp tục chúng ta lại có các số 21 31 41 51 61. Thì các bạn để ý là tất cả các cái số này vì sao phải tách nó ra bởi vì nó sẽ còn 20 30 40 50 60 và chúng ta thay một chữ e va. E là va.

Lần thứ tư, 21, 31, 41, 51, 61. Tiếp tục chúng ta có các cái số còn lại từ 22 tới 29, 32 tới 39, 42 tới 49, 52 tới 59, 62 tới 69. Thì chúng ta chỉ cần ghép cái số tròn trục và cái số đơn vị vào là xong. Thì nếu như các bạn thấy đó là 20 thì là 20, rồi 23 thì là 23, vì số 3 là 3 mà. Rồi 25 thì 25, vì số 5 là 5. Rồi 27 thì 27 vì 20 cộng với 7. Đến đây thì nó dễ hơn. Vậy thì mình sẽ đọc cho các bạn. Mình chỉ cần đọc cho các bạn một lần là các bạn hiểu cái cách là vì sao cái số đó nó có thể ra như vậy. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Lần thứ hai, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Các bạn để ý những cái chỗ đọc nối Thì âm tờ đọc sang thì vẫn là tờ Lần thứ 3 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Và lần thứ 4 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Như vậy các bạn có thể đọc là trente hoặc là các bạn trente, trente, trente deux, trente trois, trente quatre. Như vậy không không cần phải đọc cái chữ tờ nữa. Các bạn nhìn vào cái cách viết của các cái số này nè, thì nó có cái gạch nối á. Cái gạch nối thì chúng ta hiểu là giống như là đó vẫn là một cái cụm mà nhiều âm. Nó ghép lại giống như là một cái từ hoàn chỉnh á. Nhưng mà cái từ này lại có một cái, cái đặc biệt là nó không có viết dính vào nhau, nhưng mà nó chỉ ghép sát 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 vào nhau như thế thôi thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ đọc cả cái cụm mà khi nào mà hết cái dấu nối thì khi đó mới hết một từ vậy thì trong các cái từ thì có những cái âm mà chúng ta có thể tiêu biến nó đi như trong trường hợp này là từ số 30 cho tới số 40 các bạn nghe lại một lần nữa 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 Encore une fois, une mot là 30,

Cinquante, cinquante et un, cinquante-deux, cinquante-trois, cinquante-quatre, cinquante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept, cinquante-huit, cinquante-neuf et soixante. De saumot là soixante et un, soixante soixante-trois, soixante-quatre, soixante-cinq, soixante-six, soixante soixante-huit, soixante

À, tiếp theo đến phần này thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều những cái clip mà hài hoặc clip troll về tiếng Pháp khi mà đọc số các cái số từ khoảng 70 tới 90 bởi vì trong đó rất là kỳ quặc. Hoặc là ví dụ như từ dương đang là những cái số đơn giản bình thường thì không sao, từ dương lâu lâu các bạn sẽ thấy là nó cứ bị pha tạp vào những cái cách kết hợp mà nó không đâu vào đâu cả. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem nhé. Thực ra thì bây giờ chúng các bạn chỉ cần nhớ được một cái phân phát này thì các bạn sẽ đọc được thôi. Tức là nhớ một cái chi tiết đến 70, đến 80, đến 90 thì có chuyện gì xảy ra. 70 thứ nhất là 60 cộng 10. Và các bạn làm phép toán đó trong lúc mình nói. 70, 60 cộng 10. Tiếp tục 71, 60 cộng 11. 72, 60 cộng 12. 73, 60 cộng 13. Cho đến 79, 60 cộng 19. Voilà, c'est tout. Et maintenant on va écouter qu'est-ce qui se passe avec ces nombres. Bah bây giờ chúng ta sẽ nghe xem thử xem là từ 70 tới 79 nó có cái gì. 70 10 là 60 cộng 10 bằng 70. 71 60 cộng với 11 là 71. Vẫn còn chữ a e, các bạn nha. 72 60 cộng 12 là 72. 73 60 cộng 13 là 73 Soixante quatorze 60 cộng 14 là 74 Soixante quinze 60 cộng 15 là 75 Soixante seize 60 cộng 16 là 76 Soixante dix sept 60 cộng 17 là 77 Soixante dix huit 60 cộng 18 là 78

à, chúng ta sẽ thấy là số 80 á, thì chúng ta sẽ có là 80 4 lần 20 số 80 sẽ là 4 lần 20 và số 90 sẽ là 90 thì số 90 sẽ là 4 lần 20 bằng 80 và cộng với 10 nữa là 90 Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có 81 cho tới 89 là lừa là 80 cộng 1 cho tới 80 cộng 9 Alors, je vais faire une fois.

après cette leçon, vous arrivez à compter de 0 à 100. Et avec des attentions, avec des remarques dans, pour chaque partie, euh, je vous conseille de comment, comment faire pour maîtriser les nombres en français. Nếu như các bạn thực sự muốn có thể nghe được và uh, và làm chủ được số đếm trong tiếng Pháp ấy, thì mình còn cho các bạn một số các cái lời khuyên nữa. Một số các cái lời khuyên tóm tắt rõ ràng hơn. Thứ nhất là học từ 1 tới 10, thật trôi chảy. Và thứ hai là học từ 11 cho tới 19, thật trôi chảy. Và sau đó sẽ là học từ 01 cho tới 19, thật trôi chảy. Và nếu như các bạn muốn biết là mình trôi chảy hay chưa thì các bạn cần phải Uh, chọn ra cho mình một cái list Là ví dụ như số 1, số 5, số 7 chẳng hạn Hay là số 1, số 13, số 19 Và cái dạy đó từ 1 từ tới 19 Các bạn chọn số nào cũng được Các bạn thử đọc xem là Mình đã đọc chính xác hay chưa Và tiếp theo chúng ta sẽ đọc các cái số tròn trục Như là 10, 20, 30, 40, 50 Rồi tiếp theo chúng ta có thể đọc ra Những cái khoảng nhỏ giống như là các bạn chơi 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 Thì như vậy các bạn đọc tiếp Các cái dạy số đó Rồi Tiếp theo nữa là đọc theo các cái cặp số giống như lúc đầu mình còn nói với các bạn là 2, 12, 3, 13. Chúng ta học cái cặp đó chưa đủ mà chúng ta học các cái bộ số như là 2, 12, 22, 32, 42, rồi 5, 15, 20, 25, 45, rồi 3, 13, 30, 4, 14, 40, 5, 15, 50 các bạn viết thêm một lần nữa các cái cặp số như vậy thì sẽ đỡ nhầm lẫn hơn Giúp cho mình là kiểm soát được là à từ cái số này sang cái số kia nó thay đổi như thế nào Tại vì khi mà các bạn nghe hoặc là khi các bạn đọc lại mà ví dụ viết một dạy số ra thì rất khó để mình có thể đọc nhanh được Rồi cuối cùng là các bạn đọc các cái cặp từ 60 cho tới 79 60, 69, 70, 79 Tiếp theo là 80, 89, 90, 99 Câu sao? Merci de votre attention pour cet épisode et on va voir ensuite dans les épisodes suivantes quels sont les autres mots nécessaires pour la base de vocabulaire pour le niveau A1. A1. N'oubliez pas de consulter notre site web vitirouge.com et notre recueil Hap et notre blog, parce que sur le blog j'ai déjà mentionné tous les documents et tous les sites nécessaires pour le niveau A1. Các bạn có thể truy cập website vitirouge.com hoặc là tìm hiểu bộ học đi vì trong sách thì sẽ có những cái bài học được hệ thống theo trình độ và có chú giải bằng tiếng việt nữa, thì sẽ rất là tiện cho các bạn tự học và uh, blog là boozbiz.com vì trên blog mình đã đăng tải những cái sách những cái giáo trình hoặc là những cái kênh hoặc là những cái bài video cần thiết cho trình độ a 1 merci de votre attention à la prochaine fois cảm ơn các bạn đã theo dõi hết tập này và và chúc các bạn học thật là tốt à la prochaine fois